Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita Perfume nước hoa Vita. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một trong những cái chai nước hoa mà mình mới mua thời gian gần đây, là một cái chai nước hoa của nhà Julukit, một nhà nick đến từ Canada. Thì mọi người có thể thấy là ở phía sau là mình có khá là nhiều chai nước hoa của nhà Julukit rồi. Và chai nước hoa mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay khá là đặc biệt, bởi vì nó lấy cảm hứng từ một trong những cái con vật mà mình rất là thích, và cái mùi hương của cái sáng tạo này mình cũng khá là thích luôn. Thì không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, thì mình sẽ cùng nhau quan sát cái chai nước hoa mà mình sẽ mở hộp, bóc siêu và review với các bạn ngày hôm nay ha. Đó chính là chai Julukit Perfume ha, chai Moschia, tức là con hưu xạ. Thì ngay từ cái tên của cái chai nước hoa này là các bạn đã hình dung được rồi, cái mùi hương của nó rồi đúng không? Cái chai Moschia này nó được lấy cảm hứng từ cái mùi xạ hương rất là đẹp của cái con hưu xạ quý hiếm. Thì xạ hương, mình sẽ dành thời gian để mình nói sơ qua với các bạn về cái nốt mùi xạ hương trước. Thì xạ hương trước đây là được lấy từ con hưu xạ, là xạ hương tự nhiên. Đây là một cái hợp chất mà có khả năng giữ mùi rất là kỷ lục luôn. Chỉ cần bạn nhỏ một cái giọt xạ hương vào trong một cái khăn tay thì cái mùi hương nó có khả năng nó lưu giữ trong rất rất là nhiều ngày. Thì hiện nay vì lý do nhân đạo, xạ hương tự nhiên đã được thay thế hoàn toàn bởi một số các hợp chất hóa học nhằm mô tả lại cái mùi hương rất là đặc biệt của con hưu xạ này. Thì xạ hương trong nước hoa có thể gọi là cái nốt mùi đầu tiên mà mình quan tâm khi mà mình bắt đầu chơi nước hoa ha. Ngày đó là mình rất là thích nước hoa của nhà Narciso Rodriguez. Mình bắt đầu mình sưu tầm đủ line của cái nhà Narciso này luôn. Mình mới nhận thấy rằng là mình thích cái nốt mùi xạ hương. Và từ đó thì mình mới bắt đầu mình tìm hiểu sâu vào, và cũng như là mình bắt đầu collect, mình sưu tập những cái nước hoa mà có nốt mùi xạ hương. Thì với mình thì cái nốt mùi xạ hương nó giúp mình tôn lên những cái nét đẹp rất là mềm mại, rất là nhẹ nhàng, rất là công bằng. Và đặc biệt, một trong những cái tính chất đặc biệt của cái xạ hương mà mình cảm thấy rằng các bạn cần phải biết, đó chính là nó hòa quyện và nó tôn lên cái mùi hương tự nhiên của làn da mình. Với những người khác nhau thì xạ hương nó kết hợp với mùi cơ thể, nó sẽ tạo ra một cái mùi hương mà chỉ một mình bạn có thôi. Thì với những cái đặc tính đó thì xạ hương trước giờ luôn được coi là một cái nốt mùi mà nó gợi cảm nè, nó quyến rũ một cách bí ẩn, và đặc biệt là rất là gây ấn tượng dành cho những người mà tới gần mình ha, ngửi được cái mùi hương trên cơ thể mình. Ok, không có dài dòng nữa, mình sẽ quay lại với cái chai Moschia, là cái chai con hưu xạ ngày hôm nay. Đây là một cái phiên bản mới ha các bạn ha. Thì cái chai Moschia này nó có một cái vỏ màu trắng ở bên ngoài như thế này. Ở trên đây thì mình sẽ có thể thấy là nó là nồng độ là Extrait de Perfume. Dung tích duy nhất của những nhà Julukit này là 60ml ha các bạn ha. Mình sẽ có thể thấy là một số các top note nè. Đây, để mình sẽ cho các bạn thấy rất là rõ nè. Mình sẽ thấy là một cái top note nè, middle note nè, base note, cũng như là cái người sáng tạo nên cái chai nước hoa này. Do đó nên là mình sẽ tập trung vào mình nói cái cảm nhận của mình về cái chai nước hoa này, thay vì đi vào sâu hơn nốt này nốt nọ nốt chai ha. Ok, mình sẽ cùng nhau mở hộp cái chai này. Thì những cái chai Julukit này nó có tên của nó ha các bạn ha, kèm với lại cái batch năm sản xuất của nó. Cái chai nước hoa của mình là bản mới sản xuất năm 2020 và nó có batch là M10NB. Ok, mình sẽ cùng nhau mở ra nha. Những cái chai nước hoa mà nó sản xuất với cái bản mới này nè, hầu hết là mùi hương của nó đều rất là dễ ngửi, và nó không có khó ngửi giống như những cái chai bản cũ của nhà Julukit này đâu. Ok, đây là cái chai nước hoa của mình ngày hôm nay. Rồi, cái chai Moschia này nó là cái mùi hương thứ 21 của cái nhà sáng tạo Victor Wong. Thì sau khi ông đã điều chế rất là nhiều cái mùi hương lấy cảm hứng từ động vật, những cái mùi cơ thể độc đáo của những cái động vật khác, ví dụ như là con cầy hương civet, con hải ly, con beaver, con thỏ đá, con hirus, hoặc là con mực ống sweet, thì cái chai Moschia này là một trong những cái chai mà nó đã sáng tạo, nó đã tạo ra sau khi ông đã làm rất là nhiều mùi hương của các nhận đặc biệt của những con vật khác rồi. Do vậy là mình sẽ cùng nhau xịt thử. Một số các thông tin mà bạn có thể mô tả nó khi mà mình bắt đầu mình tham khảo về cái chai nước hoa này, thì nó được lấy cảm hứng từ mùi hương của khu vườn ở Siberia, cái mùi hương của một cái khu rừng lạnh giá cô đơn ha. Những cái nốt mùi chính ở trên cái chai nước hoa này mình có thể thấy nè ha,
rất là chi tiết ha. Mình sẽ chia sẻ một ít thôi. Thì nó là gồm có hổ phách nè, rễ cây oryx nè, gỗ trầm hương và gỗ đàn hương. Wow, mùi hương rất là hấp dẫn ha. Mình dành một chút thời gian nữa để cho mùi hương nó bắt đầu nó dry down trên da mình. Thì cái câu chuyện kể là trước khi mà được sáng tạo nên cái chai Mousse D này thì ông Victor Wong này ông được thử cái mùi xạ hương, cồn xạ hương thật của hai người bạn ha, những người bạn quen biết. Thì cái mùi hương này nó làm cho ông bị choáng ngợp bởi cái nét đẹp của cái mùi xạ. Nó rất là đặc biệt. Mình khó có thể gì diễn tả với các bạn ha. Cái mùi xạ hương này á, có một người từng nói với mình cái mùi xạ này nó là như thế nào không? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt á. Cái mùi hương này nó mix với lại mùi cơ thể mình, nó tạo ra một cái hợp hương mà chỉ một mình có thôi. Nó làm cho cái mùi hương mà có nốt xạ nó lên da mỗi người sẽ mỗi khác nhau. Thì ông Victor Wong ổng muốn tái tạo lại cái mùi xạ hương của chú hươu xạ này, do vậy nên là đã tạo nên cái chai Mousse D này ha. Từ khi mà ra đời thì cái chai Mousse D này nó được đánh giá rất là cao. Và nếu mà bạn có tìm hiểu về nhà Zoologic thì bạn biết rằng là cùng với một số các con khác thì cái chai Mousse D này nó có hai phiên bản. Cái phiên bản trên tay mình là cái bản thường và nó có một cái bản nữa là bản Limited. Nó chỉ tạo ra khoảng chừng 500 chai thôi. Và giá của nó thì đắt hơn rất là nhiều so với bản thường mà đang cầm ở trên tay ha. Khi nào mà có điều kiện mà mua được cái phiên bản Limited màu trắng đó thì mình sẽ làm video và mình giới thiệu đến với các bạn nha. Ok. Với đánh giá cá nhân của mình đó thì là lúc này nó vẫn còn là cái top note gỗ ha. Top note gỗ rất là nhiều. Gỗ đàn hương rất là giống mùi khu rừng. Cái mùi gỗ này nó có cảm giác nó hơi lạnh một chút. Nó chưa có xuống xạ, nó chưa có xuống bay xạ. Mà những cái chai Attrader Perfume của cái nhà Zoologic này nó bám tỏa rất là khủng. Và nó sẽ thay đổi dần dần khi nó khi nó mix vào da của mình đó, nó sẽ bắt đầu nó thay đổi dần dần. Và sao ta, mình cảm thấy rất là thích cái mùi hương này. Và mình nghĩ rằng những bạn mà thích mùi gỗ thì rất nên sở hữu cái chai này nha. Gỗ mà nó dry down xuống xạ thì mùi hương ngửi rất là sạch. Và nó không có dơ ha, ngửi nó không có animalic mà nó rất là sạch ha. Mùi gỗ nó giống một cái khu rừng ẩm ướt ha. Mùi khu rừng ẩm ướt, có chú hươu đi trong khu rừng ha. Một cái mùi mà mình nghĩ rằng là rất là dễ dùng. Dạo này khi mà mình mua nước hoa Zoologic thì mình rất là bất ngờ, bởi vì những cái sáng tạo của họ hiện giờ nó không có còn hạt co giống như là khi mà mình biết đến nó lần đầu tiên nữa. Những cái mùi hương nó đều rất là độc đáo, nó rất là hay và nó rất là dễ sử dụng, chứ nó không có còn khó sử dụng như ngày xưa nữa. Một mùi hương rất là unisex nha các bạn. Chủ điểm gỗ và nó không thiên nam cũng không thiên nữ, bạn nào cũng có thể sử dụng mùi hương này hết. Và đặc biệt là những cái chai nước hoa mà làm cái thành phần mà không có sử dụng cái thành phần từ động vật mà chỉ hoàn toàn từ thực vật hay không thì mình thấy rất là đáng ngưỡng mộ và rất là hay. Nếu có điều kiện thì mình hãy mua cái con hươu xạ này và mình thử cái mùi hương này xem là nó có giống hoặc là khác với những cái chai nước hoa có mùi xạ khác hay không nha. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay. Bye bye.